Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ review cho các bạn top 2 nồi chiên không dầu Hong Sin tốt nhất. Nồi chiên không dầu là thiết bị gia dụng nhà bếp rất hữu dụng, dễ dùng và vô cùng tiện lợi, hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong quá trình nấu nướng hàng ngày. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng nồi chiên không dầu chất lượng và nổi tiếng. Một trong số đó là nồi chiên không dầu Hong Sin. Vậy nồi chiên không dầu Hong Sin có tốt và chất lượng không? Hãy cùng mình tìm hiểu top 2 nồi chiên không dầu Hong Sin tốt nhất trong video này nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là nồi chiên không dầu Hong Sin 6L H957. Nếu gia đình bạn có thành viên từ 6 người trở nên, thì chiếc nồi chiên không dầu Hong Sin 6 lít chính là một lựa chọn hoàn hảo dành cho gia đình của bạn. Dòng nồi này được thiết kế rất đơn giản cùng với màu sắc rất chủ đạo là đen và bạc rất sang trọng. Bên cạnh đó, chiếc nồi này được thiết kế có hai núm vặn ở phía trên tay cầm của giỏ chiên. Với núm vặn đầu tiên của nồi sẽ cho phép bạn cài đặt nhiệt độ trong khoảng từ 0 đến 200 độ C. Đối với núm vặn ở phía dưới sẽ cho phép bạn cài đặt thời gian chiên nướng trong vòng 0 cho đến 30 phút. Mặt khác, dòng nồi chiên này còn được sử dụng ứng dụng công nghệ Rapid Air, cho phép bạn có thể chế biến được nhiều dòng thực phẩm như tôm, cá, gà, rau củ mà hoàn toàn không cần sử dụng đến dầu mỡ. Giá thành sản phẩm 980.000 đồng. Đứng ở vị trí số 2 đó chính là nồi chiên không dầu Hong Sin 8L EZ705. Nếu bạn muốn mua dòng nồi chiên không dầu với dung tích lớn thì hãy lựa chọn thương hiệu Hong Sin với model EZ705. Đây là nồi chiên với dung tích 8 lít lớn nhất được bán tại Việt Nam. Nồi chiên với dung lượng lớn đáp ứng nhu cầu chiên nướng thực phẩm số lượng lớn, có thể tổ chức tiệc trong gia đình đều được. Dù dung tích lớn nhưng với thiết kế của chúng không hề cồng kềnh, trông rất phù hợp. Kích thước của chúng chỉ là 385x385x425cm. Đây cũng là dòng nồi cơ với hai núm vặn điều khiển được thiết kế bên trên mặt. Hai núm vặn này đều có chức năng giống với model nồi chiên trên. Bên cạnh đó, nồi với công suất khá lớn lên tới 1800W nên làm chín thực phẩm rất nhanh chóng. Với dung tích lớn và thiết kế khá đẹp mắt, và hiện mức giá bán trên thị trường vào khoảng 1,1-1,2 triệu đồng. Chúng được thiết kế với những chất liệu cao cấp luôn đem lại an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Và vừa rồi là top 2 nồi chiên không dầu Hong Sin tốt nhất mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp bạn lựa chọn được một nồi chiên không dầu phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới cái phần mô tả của cái video này để các bạn tham khảo nhé. Và cái video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.